Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình lại có một cái món hàng để giới thiệu cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái đôi giày đến từ thương hiệu Gucci. Thì hôm trước thì mình đã review giày Gucci phiên bản sneaker rồi. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn phiên bản giày lười. Thì dành cho những cái người mà gọi là lớn tuổi, hoặc là những cái bạn nào mà muốn mang giày tây, mà muốn phối đồ mà phải cần cái giày tây á, thì muốn cách điệu hơn, muốn đẹp hơn, thì chúng ta hãy chọn đôi giày của Gucci hoặc là giày của LV cũng được. Thì bây giờ mình bắt đầu video cho mọi người xem luôn ha. Rồi, trước mặt mình là một cái hộp và một cái túi giấy cũng là của Gucci luôn. Thì bên trong cũng sẽ là một cái hộp của Gucci. Thì mọi người đã biết mình đã đọc hộp trước đó rồi ha. Thì cái hộp này nói chung mình không cần phải nói tới nhiều ha. Trước mắt mình đó là đôi giày giày lười của Gucci. Thì phiên bản này là phiên bản Hasebic 1953. Thì cái này là cái phiên bản cổ điển của nó, là mình biết được chắc nó ra từ, nó làm thiết kế theo cái kiểu như là phiên bản hồi lúc trước, mà phiên bản cổ điển á, phiên bản 1953. Thì cái em trên tay của mình đó là phiên bản Gucci nè. Mọi người để ý cái phần này nè, là phiên bản này gọi là Hasebic. Thì cái phần này mình thấy nó có cái, những cái túi nó cũng có những cái mạch này nè. Thì nhìn rất là đẹp. Hoặc là cái túi mà Hasebic 1955 á, mình thấy cái đó rất là trendy luôn. Tại lúc trước mình đã bán, lúc đó mình chưa có làm cái YouTube, cho nên thành ra là mình sẽ mượn cái chị đó một cái túi đó để mà mình review cho các bạn xem về cái túi đó ha. Cái túi đó rất là đẹp luôn. Hầu như mình thấy là nên mua cái túi đó khi mà các bạn nữ mà muốn đeo đeo ngang, đeo vai cũng được, mà đeo chéo cũng được luôn. Nhưng mà cái túi đó thì các mình nhìn trông thấy là rất là dễ phối đồ và đáng để được sở hữu nó. Còn cái em giày này thì mình có trên tay là size 4, size 7. Đây là size 7 mọi người nè. Đó, thì cái em này ở ngoài là làm bằng da bóng rất là đẹp. Da bóng nè mọi người, thấy chưa? Da bóng là thì nó sẽ phối hợp với lại cái vải này, cũng như là vải bố thì mọi người. Đó, cái vải nè, nó là vải bố nha. Thành ra rất là chắc luôn mọi người. Thì nếu mà mình nghĩ nếu mà đi mưa thì nói chung mình hạn chế nước, nhưng mà những cái đôi giày này mình hạn chế nước càng tốt ha. Thì cái em này mình thấy nè, xung quanh cái viền này bằng da hết, là mặt sau của nó sẽ có một con ong quen thuộc. Ong này thì nói chung là trên những cái đôi sneaker nó đã có rồi. Thì mình thấy là cái con ong này nó làm cái điểm nhấn của đôi giày cũng đẹp lắm mọi người. Còn ở bên trong thì nó có cái logo Gucci và nó ghi là 1953, và chắc mình nghĩ là cái nó cũng nói về cái style mà của năm này nè. Rồi ở trong này nó có một phần mình thấy là lót bằng da nè, còn ở bên trong này nữa thì nó sẽ lót bằng vải luôn. Rồi cái viền bên hông cũng là vải bố luôn mọi người nè. Đó, còn cái phần này nè nó sẽ làm da để mọi người mang vô nó không có bị khó chịu quá. Đó, mình nghĩ là chắc nếu mà các bạn mà không mang vớ cũng được luôn, nhưng mà mình nghĩ là nên mang vớ nha, tại vì mồ hôi chân của mình nó sẽ ra, nó thấm vào cái da nè, nó sẽ dễ bẩn và nhìn nó rất là nhanh nhở. Còn cái phần ở dưới đó mình thấy không, cái đế của nó nè làm rất là chắc chắn luôn. Rồi cái phần này nè, nó cũng là làm bằng mình nghĩ là cái chất bằng một cái loại da luôn á mọi người. Nó cũng có đóng nè, đóng những cái đinh nè, nhìn rất là chắc chắn. Còn cái này thì nói chung là nó bằng kim loại, giống như mình nói là cái kim loại mà bằng đồng đặc á, nó làm kiểu như là cổ điển luôn, nó làm kiểu như chạy á, nhìn nó cũ á, chứ không phải là làm bóng bẩy lên mà để mà các bạn xài rồi mang nó cũ. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, mình cho các bạn xem nè. Những cái anh nào mà mang cái này nè, rồi hay là mang quần jean cũng được, mang quần tây cũng được, đi đám cưới rồi hay là đi chơi rồi, nhìn rất là sang luôn mọi người. Đó, thấy chưa? Đây, quần tây mình thấy ha. Hai đôi thì có hai con ong luôn, đều có hai con ong nha mọi người. Thì cái đôi này á, mình thấy là những người lớn tuổi hoặc là những người vừa tầm tuổi luôn, nhưng mà những người nào mà làm về văn phòng hoặc là kiểu như là muốn đi đám cưới mà cần có một đôi giày nào đó thì mình nên tậu cái đôi này, vì cái giá của nó sale cũng rẻ rồi mọi người. Nói chung là mình thấy là cái giá này nó rất hợp lý, nó cũng chưa tới đôi giày của sneaker nữa, sneaker mà của thằng Gucci á, thì mình thấy là mắc tiền rồi. Còn này nó rẻ hơn nhiều luôn. Mọi người cứ inbox cho mình để mà biết được cái giá của nó. Nếu mà mọi người muốn inbox vào cái Facebook của mình thì cứ vào Facebook của mình là Ba Hải Gác, còn không các bạn vào cái bay của mình là Super Gác, thì các bạn cứ inbox cho mình và mình sẽ báo giá cho các bạn và sẽ gửi hình chi tiết của cái em này cho mọi người xem luôn ha. Còn mọi người thấy cái video của mình hữu ích thì mọi người nhớ bấm like,
subscribe và bấm chuông thông báo cái bên để nhận được những cái video mới nhất của mình luôn. Bye bye mọi người, chào tạm biệt.